Hello các bạn, Phong bữa nay không có giờ nhiều nha, làm một bàn hướng dẫn các bạn cái khâu đắp bột thôi, một bàn tay thôi, Phong phải đua rồi nha, thông cảm chút, đông mà có thể làm được, hết được tới đâu hết ha. Ok, bây giờ đắp bột nè, các bạn muốn đắp một cục cũng được, hai cục cũng được, thì bây giờ Phong hướng dẫn hai cục trước nè. Bỏ cục bột lên, dốc cái tay xuống liền, ok, để cho nó đừng có chảy ra hai bên thông, không nó đâu chảy hai bên thông, không nó chảy xuống dưới đó. Mình cần là mình cần cái khúc đó thôi, đã nó không chảy ra hai bên thông là được. Còn bắt đầu nè, dặm nó ra, trái nè, phải nè, trái nè, phải nè, nhớ là cái cây cọ của mình lúc nào cũng phải ướt nha các bạn, ướt thì nó mới không có dính bột, chứ mà khô quá là vuốt cái là dính bột liền rồi các bạn ơi. Cắt bột nè, mấy phần này nó nói chung là busy á, với Phong cũng về Cali, Phong thăm gia đình nữa, không có làm livestream, về thăm mẹ bên Cali, rồi về đây là bận cuối buổi tới bây giờ nè, nói chung là cũng nhiều việc để giải quyết đó. Không có tham, tinh thần nó không có thoải mái đó. Cứ phải làm việc trước rồi mới livestream được. Cục thứ hai nè, sửa cục bột lại thấy chưa, vuốt nó xuống thấy chưa, nối hai cục bột vô, rồi bắt đầu nè, bột nó còn ướt mà, đủ nó vô chút cho nó sát cái khóe. Đó là đắp dạng như là đắp hai cục đó các bạn, yếu nghề đó, mình yếu nghề mình chơi hai cục, Phong thì muốn mấy cục là mấy cục, Phong không phải là hả dạng sao mà giỏi rồi đắp một cục hai cục, nó không phải vậy đâu các bạn, thấy cái nào nó dễ cho mình thì mình làm thôi, chứ không phải là đắp hai cục là cụ bắp mà đắp một cục là pro đâu các bạn, đắp hai cục mình nó đẹp, nó vẫn hơn đắp một cục mà thấy ghê. Đừng có nghĩ là ồ cái thằng này cũng bắp quá à, đắp hai cục tao mà đắp rồ nè, tao đắp cục mà tao đắp thấy ghê, tao hay quá, tao lên chùa tao ở mình tao luôn đó, nó không phải vậy đâu nha các bạn. Thấy bột mà dính vô cọ là bắt đầu lấy nước liền, chùi cọ lấy nước liền sao. Nói chung bữa nay hơi gấp rút nên làm cho nó lẹ lẹ ha, cũng bận rộn lắm các bạn, không phải là rảnh đâu, nhưng mà thôi kệ, hết được cộng đồng cái gì thì hết thôi, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thôi cũng cảm ơn. Nhớ hai bên hông thì phải cho nó tràn bột ra nha. Ok, đó nãy giờ đắp hai cục rồi, đắp một giờ đắp một cục tiếp này các bạn. Vô nè ha, sửa nó vô nè, đó rồi bắt đầu nè, dặm Kiriko ha, thấy Phong dùng cái mũi cọ Phong dặm Kiriko không, sát vô cái khóe này chưa, đó rồi sao nữa, khi mà bột nó đều thì bắt đầu bụng cũ sần lại thôi, trái nè, phải nè, vô giữa nè, trái nè, phải nè, vô giữa nè, trái nè, phải nè, vô giữa nè, cắt bột cái bột một cái, móc cục bột ra, sao nó có vậy thôi đó, đâu có gì đâu, đắp bột dễ lắm các bạn, mình biết cách mình điều khiển cục bột, mình hiểu cục bột rồi nó dễ lắm, chứ mà mình không hiểu cục bột nó giật cho mình chết luôn á các bạn. Rồi bắt đầu đắp xong, nhiều khi mình thấy nó đẹp đúng không, mình lật ra bên hông thấy không, thiếu chút xíu bột ngay đây thấy chưa, nhiều khi mình thấy nó đẹp rồi nhưng mà thiệt sự nó chưa đẹp đâu các bạn, thêm chút xíu ngay đây, mình phải làm xong mình phải nhìn tới nhìn lui coi nó có được chưa, coi nó nhìn nó có ok chưa, chứ không phải là thấy đẹp là buông súng đâu, không phải vậy đâu ha. Đó, đắp một cục nữa nè, nhích cục bột rồi chà bá lên,
Thấy chưa, thấy cục bột của cho má không? Thả cục bột lên đây ha, dồn bột vô nè, thấy chưa? Dốc cây xuống là nhớ nhớ cái khâu dốc cây xuống nha, chi biết không? Biết chi không? Cao bột quá nó đừng có bị tràn ra hai bên hông đó các bạn. Thấy bên đây thiếu bột không? Đủ lên nè. Thấy chưa? Điều bột như điều đào đó. Trái nè, phải nè, trái nè, phải nè, rồi vô giữa nè, dễ thôi. Cắt bột nè, móc ra cái bụp nè. Nhiều khi mình móc bột mà mình móc mà mình nó không kêu một cái bụp mà nó kêu một cái bật cũng được nha các bạn. Các bạn móc cục bột ra nó không kêu cái bụp như Phong mà nó kêu cái bạc cũng được chứ không sao hết. Giờ bạn hỏi Phong, ủa anh sao em móc bột mà nó không kêu cái bụp mà nó nghe cái bạc. Cái đồ quỷ sứ rất dễ sợ, cái đồ quỷ sứ ha. Không thấy rõ không? Chết mồ, camera không thấy rõ hả? Rồi giờ đắp hai cục nha. Hàng quên nãy giờ lo làm xong không để ý cái camera, sorry. Làm lại nha. Nào, hai cục thì dễ thôi, thả cục bột ngay đây cái. Nào, rồi xong rồi đó. Xong chưa các bạn? Chưa xong đâu nha. Nào, đuổi cho nó ngang cục bột ra nè. Chưa? Nè, thiếu bột phải không? Kệ nó, dặn cho nó đều ra. Không? Bắt đầu cắt bột nè, bụp một cái để nó dưới đó trước đi ha, rồi bắt đầu khi nào mình sửa bột xong mình móc ra cũng được, tại cục bột của mình nó còn ướt á, nó chưa bị dính vô đâu, khi nào nó khô lại nó mới dính vô, đúng chưa? Bắt đầu mình vuốt cho cái mặt móng nó mịn rồi các bạn, biết mình đáng chi không, biết mình đáng chi không, mình đã nói hồi đỡ phải vụ mình đó. Đúng không? Chứ nhiều khi mình đắp bột mà sần xù quá, lát hồi mình vũa thấy bà nội luôn á các bạn. Mình vũa thấy bà nội của mình luôn á. Mà ai không thấy bà nội mà thấy bà ngoại thì cũng vậy thôi. Không, đuổi vô cái khóe nè. Bắt đầu nối bột vô nè, đó thấy không? Nối bột vô nè, đó thấy chưa? Đơn giản thôi mà, có gì khó đâu. Tại cái tròn nó sát cái tròn cái khóe. Rồi giờ là xong rồi đó, nó bột xong rồi đó. Nhìn tới nhìn lui nha. Nhớ không nhìn tới nhìn lui không? Bên thiếu xíu bột nè, xíu à. Xíu xíu à. Mà thiếu xíu xíu mà để yên vậy là không được nha. Làm sao làm ăn phải coi cho nó được chút. Chứ đừng làm theo cái kiểu mà một nhát tới tay rồi hai nhát tới gáy là không được đâu. Rồi chùi cọ nè, không chỉ cho các bạn chùi cọ hoài mà nhiều bạn làm giữ cọ không có sạch các bạn. Một cái cọ mắc tiền xài cho nó cẩn thận ha. Chùi nè, nó giấy chùi. Ừ, lật ngược lại, nãy chùi mặt này đúng không? Giờ lật ngược lại mặt này, chùi. Bắt đầu dúng xíu liên quịch nè. Nhậm vô rồi bắt đầu mình vuốt, mình lấy cái xếp lại đó để mình có cây cọ bền mình xài hoài đó. Ok bây giờ là như vậy nè. No don't touch này đi, don't touch em mà touch cái là mệt lắm à. Ok, rồi cái khâu đắp bột là vậy. Ngày mai hướng dẫn vũ tiếp vũ máy nha các bạn. Hay là muốn Phong hướng dẫn vũ máy luôn. Không biết có kịp giờ không, 11:30 rồi có khách hàng vô rồi. Ok, thôi kệ đi. Dạ, nhưng mà Phong nói trước là Phong livestream mà khách
hẹn vô cái là không tắt livestream nha các bạn. Đua bữa nay là hướng dẫn cho các bạn đua khách là như thế nào nha. Mỗi bữa các dạy các bạn làm, mỗi bữa hướng dẫn các bạn làm người tốt nhiều rồi, giờ bữa nay hướng dẫn các bạn làm người xấu nè. Chạy cái khóe này chưa? Đó, bắt đầu xuống nè. Thì trong cái công cuộc làm neo không phải lúc nào cũng phải ngồi cứ cà cà nha các bạn, phải đua dữ lắm á. Khách hẹn vô là đua liền, à ba chân bốn cẳng là đua tới bến luôn các bạn. Dân chúng tới đâu là mình tới đó. Thấy bà nội cái chữ nội bị lầm tiếng bên sư phụ rồi anh Phong. Điếc luôn hả? Điếc luôn. Đó, chạy khỏe ha, bắt đầu chuẩn bị xuống dưới nè. Là lâu dậy hư các bạn chút xíu thôi, các bạn đừng có theo Phong nha. Lâu chỉ các bạn đua khách. Hello chị Lê Lương, khỏe không? Tóc chuẩn rồi, chạy kia cò 2 vòng thôi các bạn. Nhớ là vũ nhẹ thôi, đừng có vũ mạnh quá. Mình đua thì mình đua chứ mình đừng có làm ẩu nha. Mình đua có nghĩa là tay của mình nó tốc độ nó tăng lên thôi chứ không phải là mình làm ẩu đâu. Ví dụ như tốc độ bình thường của mình là 5 cây chuối giờ thì bữa nay đua thì là tăng tốc độ lên 10 cây chuối. Cái ngón cái là một cái ngón vô cùng khó chạy nha. Tại biết sao cái cuticle nó dài á. Nó chạy từ từ thôi nó cắt tay khách. Cái ngón cái là tương đối là nó khó chạy, tại cái đường cuticle nó dài lắm các bạn ơi. Today I build your nail strong. Even though you go fighting with another girl, your arm break, your nail not break. Okay. Okay. Thank you. You're welcome, honey. You're welcome. Anh khỏe không à? Anh khỏe lắm em. Anh khỏe như voi vậy á. Biết sao bữa giờ có nhiều người thấy Phong livestream á, cái nhắn tin hỏi Phong chết rồi, không biết anh Phong có bị Covid không. Phong cũng may là chưa bị Covid. Mà bị cũng bình thường hả? Dân chơi mà đâu có sợ mưa rơi không ạ? Chết là chết thôi. Sống chết tới số mà. Bây giờ Phong đi Cali, đi về Cali thăm mẹ. Mẹ bệnh, vợ chồng khăn gói quả mướp đi về thăm mẹ. Tiếp tục nè, chạy máy nè.
tay cũng không nó liên tục. Cho dù mình chạy nhanh mà mình không có đè cái đầu dũa, lỡ như mà cái đầu dũa nó lẹm vô thịt chút xíu các bạn, nó không chảy máu đâu. Tại vì biết sao, cái lực của mình tác dụng vô nó ít lắm, nó không có nhiều, nên lỡ mà có đè hơi lẹm chút xíu thịt nó cũng không có xịt tương ra đâu. Chứ mà mình đè cái đầu dũa hơi mạnh chút xíu thôi, mình dí vô tay khách mình cả lên á lên liền đó nha. Lúc đó là một giọt máu đào là hơn ao nước lã luôn á. Mà Mỹ trắng mà làm chảy máu nó làm thấy ghê lắm các bạn, nên đừng có làm chảy máu khách nha. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột á, biết không, biết câu đó không? Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Chút nha, con cái nè, chạy từ từ thôi, chạy từ từ thôi các bạn. Nha, mình hạ lỏng cái tay ra, mình đi từ 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 chút. Như lực lạnh nha các bạn, mình mà làm nhanh quá khách nó biết mình đua các bạn, biết khách mà nó biết mình đua là thế nào nó cũng soi cho coi, không? Bởi vậy mình đua, nhưng mà cái đỉnh cao của cái sự đua khách là mình đua mà khách không biết, không? Tay mình nhanh nhưng mà mình cái phong thái mình vẫn khoan thai nha các bạn. Bên này hướng dẫn cho các bạn sao mà đua mà tránh bị thấp đì nha các bạn. Nha các bạn, bạn chị em. Nhiều khi mình làm nhanh quá khách nó chố mình liền á các bạn ơi. Chố mình á, tao bỏ tiền ra mà sao mày đua tao mày? Sao mày đua vậy mày? Mày đi chậm lại chút xíu thôi. Chết luôn rồi nha. Đó. Cái chuyện mà mình làm nhanh là một chuyện, mà mình làm nhanh mà khách nó vẫn vui vẻ cho tiền cò là chuyện khác nha các bạn. Thì nó là một cái nghệ thuật, đúng không baby? Yeah, you like it? Yeah. Yeah. Nhiều khi mình đua lẹ quá đó, khách nó chố mình đó. Tay thì đua mà mặt vẫn khoan thai nha các bạn. Cái này gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chứ không phải là vừa đua mà mắt vừa liếc quả thằng kế bên coi nó tới đâu rồi. Nó tới đâu rồi, nó gần ra chưa để mình đua cho lẹ, cho ra chung với nó, chứ không thôi mất cái hơn. Biết hết nha, biết hết nha. Chỉ có người trong cuộc nó hiểu người trong kẹt thôi nha quý vị. Nhiều khi mình làm trong cái chuyện làm neo á, mình mà sân si quá, mình khổ rồi. Không ai khổ đâu, chạy theo đồng tiền nhiều quá đó mình bị loạn á nha. Cứ sức mình tới đâu thì mình hưởng tới đó thôi, đừng có hơn thua làm gì cho nó mệt đó. Mình hơn thua cuối cùng cái người ao là mình á, nói thiệt. Cứ hơn nhau một cái thên rồi này nọ nọ kia rồi bắt đầu lên nói này nói kia phiền lắm các bạn, mệt lắm các bạn. Như phong đàn ông thôi, Phong lúc nào Phong cũng tự nhủ với bản thân Phong á, Phong là đàn ông mà Phong đã làm cái nghề của đàn bà rồi. Cái nghề neo là cái nghề của đàn bà chứ không phải là của đàn ông, nhưng mà Phong vẫn làm, không? Thì mình phải giữ cái cốt cách của người đàn ông các bạn ha. Mình đừng có sân si quá, không? Mình cứ thấy thằng kia ảnh làm hơn 5 đồng 10 đồng đó rồi là mình ghét nó, làm là mình đã mất đi cái cốt cách của người đàn ông rồi các bạn. Nhớ nha.
đàn ông mà làm cái nghề của đàn bà, nhưng mà cái tính mình không được là cái tính của người đàn bà nha. Không chia sẻ vậy thôi. Rồi sau khi mà vũa xong, quay ngược cái tay lại nè. Đó, quay ngược cái tay lại bắt đầu chỉnh xếp. Quay ngược cái tay lại không? Thấy cái chỗ này mà nó méo đó, mình phải chỉnh liền để nó có một cái xếp đẹp. Ok for you. Ok, so ok. Rồi, giờ bắt đầu nói hơi chi tiết lại chút xíu nha. Cái cách vũa xếp nè. Ok, cái vũa xéo vô nè. Các bạn thông cảm là Phong chỉ làm chi tiết một tay thôi nha. 15 phút nữa là khách tới rồi. Vũa nè, để cái cây vũa thẳng vậy nè, chứ không có để cái vũa nó úp lên hoặc là nó hở ra. Rồi, không, tiếp tục nè, cây vũa xéo vô nè. Ôm nó vô, ôm cái vũa vô. Để làm cho hai bên cái sidewall nó mỏng đi. Không, thấy không, ôm vô. Rồi, vũa cái đầu móng cho nó thẳng nè. I love you too. Để dạ, banh ra chút xíu cây cái vũa vô nè. Ừ, cái xếp vô ha. Vũa cái đầu móng, vũa cái đầu móng nè, không có để cái cây vũa dày, cũng không có để cái cây vũa dày mà để cái cây vũa 90 độ nè. Để cho vũa. Thì chính khi mình để cái cây vũa 90 độ thì mắt của mình không thấy được cái chỗ đầu móng đâu. Nhưng mà chính khi đó là cái móng của mình nó thẳng lại đó các bạn. Nó không có bị cong cong, không bị méo méo. Rồi lát hồi mình lật ngược cái tay lại, mình vũa thêm lần nữa là cái xếp mình nó perfect nha. Mình vũa xếp này mình không có thể nào làm cho nó perfect trong một cái lần vũa đâu. Mình phải canh chỉnh nó nữa, chứ không phải là cứ ra sức o bế cái vũa xếp này mà quên đi cái khâu mà lật ngược tay lại để mình vũa, thì cũng coi như cái xếp của mình nó không có thẳng. Nó phải hiểu được cái điều đó. Vũa xếp nó có hai công đoạn này các bạn, vũa xếp và chỉnh xếp nữa, chứ không phải vũa xếp là vũa xếp không đâu nha. Rồi quay ngược tay lại nè. Không, giờ chỉnh xếp nè, nãy vũa xếp đúng không, giờ chỉnh xếp. Ok xong. Nó đầu buffer. Buffer là xong rồi đó. Và sơn top coat là xong thôi. Hả? Thấy một cái móng cốc hình, nếu mà mình làm đúng bài bản thì nó cũng ra nhanh lắm các bạn. The shape ok baby. Thank you baby. Love you. I love you more more. Yeah.
mình chạy khách á, mình cũng phải biết chạy, mình chạy khách nhưng mà làm tới đâu mình hỏi tới đó thôi. Để biết chi không, để nó không có chố mình, không lỡ mà nó chố mình cái nó ủa nãy tao hỏi mày mà nó hỏi mày ok không, mày nói ok giờ mày chố tao là sao, là sao, là sao, đi uống cà phê với sao. Bởi vậy càng đua khách là càng phải làm tới đâu hỏi khách tới đó, chứ thôi không hỏi khách cắm đầu cắm cổ chạy á. Cái lát hồi nữa tao không thích chỗ này, tao không thích chỗ kia, thua luôn. Xét về lý là mình thua hả? Còn mình làm tới đâu mình hỏi tới đó, xét về lý là mình ăn. Tại vì nó ủa nãy tao hỏi mày, mày ok rồi mà giờ mày làm khảo gì vậy hả? Không, cũng phải là có một cái nghệ thuật á, đúng không baby? Baby you like it? Làm tới đây mà hỏi khách mà hở là được rồi. Làm tới đây hỏi khách ok không, mà khách nó hở là ok nha. Còn làm tới đây hỏi khách mà nó nói ồ nổ là thua rồi đó. Ok, wash your hand with a brush and a soap, honey. Rồi, chương trình tới đây là kết thúc nha. Ngày mai gặp lại các bạn nha. Thông cảm cho phòng bữa nay hơi busy chút nên làm cái livestream nó hơi nhanh. Bye bye các bạn và anh chị em. See you tomorrow.